Minh không cho mẹ vay tiền đúng không? Thế thì mẹ sẽ đi tìm bố chúng mày để mẹ xin tiền. Mẹ không cảm thấy xấu hổ à? Mẹ phải để cho chị em còn sống nữa chứ. Tôi gìn giữ cái trật tự này để không bị ảnh hưởng bởi những lũ con hoang của anh. Thì ra tất cả mọi chuyện này là do cô bày đặt. Đó là cái giá phải trả đấy. Rốt cuộc đàn ông là như vậy à? Không ngừng phản đối. Nếu như em đồng ý ở bên tôi sẽ không làm như vậy.